Cô chào các em học sinh khối lớp 4. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trong tiết tập đọc bài Con sẻ tuần 27. Để tiết học đạt hiệu quả, cô lưu ý các con một số yêu cầu sau. Các con cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, chỗ ngồi học phải đủ ánh sáng, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Đầu tiên, cô có đoạn phim và các em cùng quan sát với cô nhé. Các em có biết đây là loài chim gì không? Đó chính là chim sẻ đấy. Và bài học ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các con một câu chuyện ca ngợi về lòng dũng cảm của con sẻ bé bỏng, khiến cho một con người phải kính cẩn nghiêm mình trước nó. Cô mời các con cùng làm quen với loài chim này nhé. Bài này, các con cần đạt các mục tiêu sau. Thứ nhất, đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng chỗ, biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến của câu chuyện, hồi hộp, căng thẳng. Thứ hai, hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài. Chúng ta sẽ bước qua các hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là hoạt động luyện đọc. Hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài. Và hoạt động thứ ba là đọc diễn cảm. Chúng ta sẽ bước vào hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động luyện đọc. Tập đọc Con sẻ theo Tuốc Ghê Nhép. Tuốc Ghê Nhép tên thật là Ivan Tertinel, sinh năm 1818, mất năm 1883. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Nga, bố là sĩ quan cận vệ, mẹ là người phụ nữ có học vấn. Ông tập sáng tác văn học từ khá sớm. Các tác phẩm của ông phần lớn thể hiện sự đồng cảm với nỗi niềm của những người nông nô đang phải gánh chịu trăm bề khổ ải. Ông là nhà văn xuôi hiện đại lớn nhất của văn học cổ điển Nga vào thế kỷ thứ 19. Đây là hình ảnh bài tập đọc Con sẻ, sách giáo khoa trang 90 và 91. Các bạn cùng theo dõi với cô nhé. Đây là bài văn kể về hành động dũng cảm xả thân cứu con của sẻ mẹ. Chúng ta cần đọc với giọng kể chuyện, thay đổi giọng đọc linh hoạt cho phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Bây giờ các con sẽ lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo nhé. Con sẻ, tôi đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi, chợt nó dừng chân và bắt đầu bò. Tưởng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng. Trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm hé rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Con chó của tôi dừng lại và lùi. Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục. Vâng, lòng tôi đầy thán phục. Xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. Theo Tuốc Ghê Nhép.
Các em thân mến, sau khi chúng ta đọc thầm theo cô, chúng ta sẽ tìm hiểu xem bài văn này được chia làm mấy đoạn nhé. À, bài văn này được chia làm 5 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ đầu cho đến trên tổ xuống. Đoạn thứ hai đó là từ con chó cho đến của con chó. Đoạn số 3 là từ sẻ già cho đến xuống đất. Đoạn số 4 là từ con chó cho đến thán phục. Và đoạn số 5 sẽ là đoạn còn lại. Sau khi nghe cô đọc, các con có phát hiện được từ nào khó đọc không? Cô nhắc chúng mình cần luyện đọc các từ ngữ sau nhé. Các bạn cùng đọc theo cô nào. Tuồng như, bối rối, khản đặc, kính cẩn. Các bạn cần lưu ý các vần để mình đọc cho đúng nhé. Bên cạnh đó, các con cũng lưu ý ngắt nghỉ hơi ở những câu dài. Chúng ta sẽ cùng luyện đọc một câu. Chúng ta sẽ dùng bút chì để ngăn giữa từ bỗng và từ từ, từ nhánh và từ lao, và từ đá với từ rơi. Các bạn cùng đọc thầm theo cô. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh, lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Như vậy, các con sẽ cố gắng luyện đọc theo phần gợi ý của cô nhé. Cô đã giúp các con luyện đọc một số từ và các câu dài. Cô tin rằng với sự luyện tập thì các con sẽ đọc đúng và hay bài tập đọc này đấy. Các em thân mến, trong bài đọc này có một số từ khó và cuối bài tập đọc trong sách giáo khoa có chú thích một số từ khó, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung ý nghĩa của các từ khó đấy nhé. Thứ nhất đó là tuồng như, có nghĩa là có vẻ như là, dường như. Khản đặc là nói hoặc là kêu gần như không ra tiếng. Bối rối có nghĩa là lúng túng, mất bình tĩnh, không biết xử trí thế nào. Kính cẩn có nghĩa là tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt rất nghiêm trang. Các em thân mến, cô và các em vừa hoàn thành xong hoạt động số 1 là hoạt động luyện đọc. Vậy thì cô và các em sẽ bước qua hoạt động số 2 để tìm hiểu xem thông điệp to lớn mà tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta qua bài đọc này là gì. Chúng ta cùng đi khám phá nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của từng đoạn trước. Để thực hiện điều đó, các em sẽ đọc thầm lại cho cô đoạn số 1. Từ tôi đi dọc lối vào vườn cho đến tổ xuống. Sau khi đọc thầm xong, cô có một câu hỏi sau. Các em sẽ dừng màn hình để suy nghĩ nhé. Câu hỏi của cô như sau. Trên đường đi, con chó thấy gì? Và theo em, nó định làm gì? Các em thân mến, theo như lời kể của tác giả, thì chúng ta thấy rằng trên đường đi, con chó dừng chân và bắt đầu bò. Nó đánh hơi thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Vậy thì, theo phản xạ, con chó sẽ làm gì? Các em có hình dung được không? À, nó sẽ chậm rãi tiến lại gần con sẻ con đấy các em. Qua câu hỏi trên, cô có thể nói lên được nội dung chính của đoạn văn này, chính là kể về sự xuất hiện của sẻ con.
Các em ơi, có bạn nào đã từng được thấy chú sẻ con trông như thế nào không? Cô có hình ảnh về sẻ con. Các em thấy rằng sẻ con rất nhỏ bé. So với một con chó thì nó có sự đối lập rất lớn về kích thước đấy. Không biết sự việc gì đã xảy ra tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua đoạn số 2 và đoạn số 3 nhé. Các em ơi, các em hãy đọc thầm lại đoạn văn số 2 và số 3 để xem diễn biến của câu chuyện nhé. Sau khi đọc thầm xong, cô có một câu hỏi tìm hiểu để dành cho các em. Đó là, việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại? Để trả lời câu hỏi này cũng khá là đơn giản phải không các em? Đó là, bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống. Và chính hành động này đã khiến cho con chó dừng lại đó các em. Các em có cảm nghĩ gì về việc sẻ mẹ lao đến cứu con của mình không? Một cảm giác thật là vui đúng không nào? Vì chắc chắn rằng sẻ con sẽ gặp nguy hiểm nếu không có sự che chở, sẵn sàng hy sinh lao mình cứu con của sẻ mẹ. Vậy thì, hình ảnh sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được tác giả miêu tả như thế nào? Các em suy nghĩ một chút xíu nhé. Và các em thử kiểm tra xem cái đáp án có giống cô không? Đó là hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như sau. Một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Con sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy 2-3 bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khàn đặc. Sự việc xảy ra ở đoạn văn số 2 và số 3 này phần nào đã thể hiện được nội dung chính của bài tập đọc này rồi đó các em. Sự đối đầu khắc nghiệt giữa sẻ mẹ bé nhỏ và con chó khổng lồ là một chi tiết cho thấy dù có hy sinh đến cả tính mạng, sẻ mẹ vẫn sẵn sàng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình trước sự nguy hiểm. Đọc đến đây, ít nhiều đã gợi cho mỗi chúng ta sự cảm phục trước tấm lòng yêu thương bao la của sẻ mẹ. Không chỉ chúng ta mà chính tác giả cũng thế. Các em cùng theo dõi tiếp đoạn số 4 và số 5 nhé. Cô mời các em tiếp tục đọc thầm đoạn văn số 4 và số 5 của bài tập đọc. Với những từ ngữ giản dị, tự nhiên và gần gũi, các em có thể hiểu được vì sao tác giả lại bày tỏ lòng thán phục của mình đối với sẻ mẹ nhỏ bé không? Đó cũng chính là nội dung câu hỏi số 4 đó các em. Vì sao tác giả lại bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ nhỏ bé? Các em cùng suy nghĩ trong ít giây nhé. Không biết các em có cùng suy nghĩ với cô không? Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Vì hành động của con sẻ nhỏ bé dũng cảm đối đầu với con chó săn hung dữ để cứu con là một hành động rất đáng trân trọng, khiến cho con người cũng phải cảm phục. Và đó cũng chính là lòng thán phục của tác giả đối với hành động của sẻ mẹ đó các em. Và không chỉ riêng con người chúng ta, ngay cả chú chó kia cũng phải dừng và lùi lại. Vì trước mắt nó không còn chỉ là hình ảnh của sẻ mẹ che kín sẻ con nữa, mà còn là một sức mạnh to lớn. Nó bối rối và không thắng nổi hành động dũng cảm của sẻ mẹ nữa đó các em. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong ý chính của mỗi đoạn, từ lúc sẻ con xuất hiện đến cuộc đối đầu giữa sẻ mẹ bé nhỏ và con chó khổng lồ, rồi cái kết rất đẹp và lòng thán phục của tác giả đối với hành động của sẻ mẹ. Các em có hiểu được thông điệp mà tác giả đã gửi gắm cho chúng ta chưa? Đó chính là nội dung của cả bài đó các em. Chính là
ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của trẻ mẹ. Các em thân mến, khi hiểu rõ được ý nghĩa của từng đoạn, chúng ta sẽ dễ dàng luyện đọc diễn cảm hơn đó. Các em sẽ cùng với cô bước qua hành động số 3 là luyện đọc diễn cảm nhé. Trong các đoạn văn trong bài, cô nhận thấy đoạn sẻ mẹ lao xuống cứu con là một đoạn văn rất tình cảm, giàu hình ảnh và cảm xúc. Vì thế sẽ rất dễ dàng cho các em luyện đọc diễn cảm. Các em nhớ chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ được in đậm để thể hiện được ý chính của đoạn nhé. Và các em thân mến, đây là hai đoạn văn chúng ta sẽ luyện đọc diễn cảm. Các em nhớ chú ý những từ ngữ in đậm để chúng ta đọc cho đúng nhé. Bây giờ, các em sẽ đọc thầm theo cô. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh, lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai, ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt, nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Các em ơi, chúng ta sẽ luyện đọc bài này, đoạn này nhiều lần một chút để chúng ta đọc cho diễn cảm và hay hơn nhé. Qua bài tập đọc ngày hôm nay, các em thấy rằng con chim sẻ tuy mang một thân hình nhỏ bé nhưng đã gợi lên trong lòng chúng ta một sự ngưỡng mộ về tình mẫu tử thiết tha, về đức hy sinh to lớn của mẹ hiền đối với con thơ. Vậy thì các em nghĩ sao về điều đó? Các em có thấy được tình thương của mẹ dành cho mình không? Không chỉ yêu thương mà bất cứ người mẹ nào cũng vậy, là người hay con vật đều luôn dành cho con mình những điều gì tốt đẹp nhất, cho dù có hy sinh đến cả tính mạng cũng quyết bảo vệ con mình đến cùng. Các em nhớ nhé, nhớ phải yêu thương, vâng lời và ngoan ngoãn, học thật tốt để đền đáp được công ơn của cha mẹ mình nhé. Các em hãy cố gắng luyện đọc thật tốt, thật diễn cảm để truyền tải được thông điệp của tác giả, đó chính là sự ca ngợi về tình yêu và tình mẫu tử chính là nguồn sức mạnh và lòng dũng cảm các em nhé. Sau đó, các em tiếp tục kể lại câu chuyện này cho người thân mình cùng nghe nhé. Cô chúc các em luyện đọc thật tốt và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.